Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Với video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho các bạn về cái dự án mới cho các bạn là khai thác token free cũng như là thử may mắn thôi nhá. Mình cũng không có biết được là những dự án này nó thật sự là nó tiềm năng giúp mình kiếm được là bao nhiêu vốn từ dự án này. Tuy nhiên là hiện tại là bản thân mình là mình thấy những cái dự án mà nó có cổ đông nhiều và cổ đông chúng ta đang FOMO rất là mạnh thì mình mới tham gia. Bởi vì mình thấy thường là những cái dự án là nó có cổ đông mạnh thì nó mới có tiềm năng. Còn những dự án mà nó không có ai ủng hộ thì kiểu gì nó cũng dần dần lãng quên thôi các bạn ạ. Với dự án nào mà nó có FOMO như này thì mình cứ thử nhá. Và các bạn cũng thử xem nha, biết đâu thì tương lai các bạn có thể là trở thành triệu phú được thì sao. Đấy thì ok thì các bạn click vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ đưa các bạn vào trình duyệt YouTube như này nhá. Và các bạn sẽ sao chép cho mình là cái link mà các bạn đã click vào trình duyệt YouTube nha. Các bạn sao chép xong thì các bạn sẽ quay trở lại các bạn mở ví MetaMask của các bạn cho mình nhé. Và khi các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn vào rồi thì ở trên này nếu như mà nó đang hiện cho các bạn là mạng lưới cái đồng Ethereum thì các bạn sẽ chọn cho mình là BNB Smart Chain này nhé. Các bạn sẽ click vào này thì là tức nó sẽ đổi cho các bạn là cái mạng là mạng Smart Chain này rồi. Thì các bạn sẽ đi vào cho mình cái phần là trình duyệt nhé. Rồi thì các bạn sẽ dán cái link mà các bạn vừa sao chép vào cho mình nha. Dán xong các bạn sẽ click vào tìm kiếm cho mình nha. Ok thì lập tức các bạn tìm kiếm xong thì nó sẽ ra tiếp tục ra diện như này. Các bạn bây giờ là các bạn sẽ kết nối ví cho mình nhá. Đây ở đây nó có cho các bạn là kết nối ví, các bạn sẽ click vào kết nối ví cho mình này. Ok tiếp tục kết nối cho mình này. Ok, tiếp tục ký này. Và như vậy là các bạn đã kết nối ví thành công nhé. Rồi thì các bạn kết nối ví xong, các bạn sẽ có ở đây nó sẽ hiện ngay cho bạn là cái phần là claim nhé. Các bạn sẽ kích vào claim cho mình nha. Ok, tiếp tục này. Thì ở trong cái phần claim này thì nó sẽ có cho các bạn là các bạn sẽ claim trong vòng 24 giờ, các bạn sẽ claim một lần nhé. Ok, các bạn sẽ click vào tên lock này. Các bạn sẽ làm mã captcha của nó nhé. ZIB này. Ok, thì như vậy là các bạn đã claim thành công là 100 triệu cái đồng DESUN nhé. Ok luôn. Đây thời gian của nó nhé. Rồi thì các bạn không hiểu gì thì các bạn cứ xem qua cái phần là quy tắc airdrop này nha. Tổng cung của nó là 200.000 tỷ nhá. Tổng số airdrop là 200.000 tỷ nhá. Với các bạn đăng nhập mỗi ngày thì các bạn sẽ nhận được là 100 triệu cái đồng DESUN token và các bạn sẽ được tăng thêm nếu như các bạn đi chia sẻ cấp dưới đó là 50% đối với level 1 nhá. Và level 2 là 25% nhá, cấp độ là 2 cấp nha. Ok thì đối với trong dự án này thì nó cũng tương đối là ít cái số nhiệm vụ. Các bạn cũng không cần phải mất nhiều thời gian vào đây để làm gì cả. Các bạn cứ hàng ngày các bạn cứ đi vào iDog Glam cho mình một lần nhé. Và ở đây thì nếu như các bạn mà có cấp dưới nhiều thì nó sẽ có cho các bạn ở cái phần là thư lời mời của tôi. Và các bạn sẽ có cấp dưới trực tiếp và các bạn sẽ nhận được cái đồng token mang tên là DESUN token này nhé. Các bạn có thể là sao chép trực tiếp cái đường dẫn này đi chia sẻ cấp dưới này và mã giới thiệu nha, mã code QR này, hoặc là các bạn có thể là tham gia những cái nhóm ở đây nhé, thông tin dự án hoặc cập nhật sớm nhất là ở đây luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử đi vào cái kênh Twitter của nó nhé. Trong dự án này thì nó còn tương đối là mới luôn các bạn ạ, cực kỳ là mới luôn nhé. Mới có là 336 người đang theo dõi thôi. Rồi thì các bạn cứ follow vào cho mình nha. Ok thì các bạn đã follow rồi thì các bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất từ dự án mà họ cập nhật cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây và mình sẽ đi vào video trước. Mình sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên trong video trước để nhận DGB nha.
Và trong video trước thì mới có là 13 bạn comment nhé. Và bạn trúng giải đầu tiên thì mang tên là Thoải Lê Khánh nhé. Bạn số 2 này. Bạn số 2 thì tiếp tục có tên là Thúy Lê. Và hai bạn này xem được video thì các bạn có thể là ebook cho mình nhé, để mình trao giải DGB cho các bạn nhé. Nếu như bạn nào mà thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lần đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.